Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho Thịnh cũng như cập nhật những kiến thức sửa chữa hữu ích theo ngày tháng. Hôm nay trước mặt anh chị em đây là cái nồi chiên không dầu Hongxin. Thương hiệu Hongxin này là gần đây Thịnh thấy là anh chị em mua rất là nhiều. Nó có nhiều mặt hàng chứ không chỉ riêng cái nồi chiên không dầu này. Ví dụ như là máy làm sữa rồi máy trộn bột rồi vân vân. Thì máy này của anh khách anh này là anh Tính, anh có mang qua cho Thịnh, anh nói là tình trạng đây, anh em xem hình có ghi cái stick là nó không nóng, có nghĩa là máy vẫn hoạt động bình thường, quạt gió vẫn quay, bảng điều khiển cảm ứng bấm vẫn ngon lành hết, nhưng mà sao nó không nóng? Thì đương nhiên kéo theo đồ ăn nó sẽ không chín, một cái nồi chiên mà không nóng thì thua anh em ha, bắt buộc chúng ta phải sửa chữa rồi. Rồi bây giờ quá trình sửa chữa hình đã hoàn tất, trước mắt mình test sơ lại một cái đi. Đó, mình đẩy vào một cái nó ngay lập tức nó nhận được cái cảm biến và nó chạy ở cái chế độ mặc định đang để sẵn ha, 185 độ 15 phút. Rồi trong lúc mình đợi nó, anh em nghe cái tiếng quạt quay rất là đều ha, nồi được sửa chuẩn rồi. Trong lúc mình test coi nó nóng hay không, chút nữa mình sẽ mở ra mình đụng với tay thử coi nóng hay không, mà tại nếu mà mình giật mình cái là anh em biết là nóng nha anh em nha, chứ giờ cũng không biết là truyền đạt sao cho anh em thấy là nó nóng nữa. Rồi mình sẽ nói về kiến thức xung quanh cái công tác sửa chữa cái dòng nồi này. Nồi chiên không dầu Hongxin thì nó cũng kết cấu nó cũng tương đồng như tất cả những dòng nồi Thịnh từng sửa thôi. Bên Thịnh là dịch vụ sửa chữa chuyên sâu, Thịnh sửa rất là nhiều thế loại nồi rồi từ rất là lâu rồi. Sẵn hôm nay làm cái nồi Hongxin này thì đăng lên để cho anh em biết, anh em có một số kiến thức thôi ha. Thì những cái kiến thức Thịnh chia sẻ ở đây là dành cho anh em ở vị trí người dùng, chứ không phải là Thịnh chia sẻ cái cách sửa rồi như thế nào. Bởi vì Thịnh hướng tới là những anh em đang tìm kiếm một cái dịch vụ sửa chữa, anh em cần cho nó chất lượng, nó giá cả hợp lý, nhanh gọn đó, để cho mình có thời gian chuyên môn mình làm cái việc khác. Thì là mình chia sẻ những cái clip này là như vậy. Rồi nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng mà nồi này nó không nóng? Thì khi mà một cái nồi chiên không dầu không nóng, chúng ta sẽ có nhiều cái vấn đề chúng ta suy nghĩ về nó. Ví dụ như chúng ta suy nghĩ có khi nào cái thanh nhiệt, cái thanh lò xo nhiệt, anh em nhìn mà thấy cái thanh uốn uốn tròn á, có nào nó lỗi hay không đó. Nếu mà không phải nằm lỗi ở cái vấn đề cái thanh nhiệt đó, vậy thì nó lỗi ở đâu? Thì đối với cái nồi Hongxin này, lỗi nằm ở trên cái bo mạch anh em ha. Cụ thể trên bo mạch những cái hạng mục về relay nó đã đóng ngắt không đúng đó, nó dẫn đến cái tình trạng là nồi nó không kịp nóng đó, relay nhiệt nó đã lỗi ha. Đó Thịnh đã xử lý, Thịnh thay thế và Thịnh làm ok hết thì chắc chắn nó sẽ nóng và hoạt động lại bình thường thôi. Vậy thì anh em thắc mắc bây giờ làm sao để xài cái nồi cho nó bền? Nhiều một số anh em nói mua cái nồi mắc tiền quá mà nó cũng hư, mua nồi rẻ cũng hư, mua nồi mắc cũng hư là tại vì sao? Thì chủ yếu nồi chiên không dầu nó hư lại là do cái quá trình sử dụng của chúng ta. Đó là khi mà anh em xài, anh em lưu ý xong một cái mẻ nướng, anh em phải rút cái khay ra từ 15 20 phút, anh em phải rút cái khay ra cho nó nguội một xíu, nó chỉ cần nguội khoảng tầm 1 phút thôi. Đó, anh em cần làm liền nữa thì anh em nhét vô anh em nướng tiếp. Chứ anh em vừa mới xong, anh em rút ra, anh em bỏ đồ tiếp trong vòng mấy giây, anh em đẩy vô nướng tiếp thì lúc nào cái bo của chúng ta nó cũng ngâm trong cái nhiệt lượng cao. Đó, như 200 độ C mà cứ ngâm liên tục nửa tiếng hoài mà cứ làm tới làm lui hoài thì chắc chắn một trong những số những con linh kiện cho nó sẽ rất là sớm hư hỏng. Đó là cái nguyên nhân và là cái bí quyết Thịnh chia sẻ để anh em xài cái nồi cho nó bền. Tại sao anh em nào sửa nồi bên Thịnh xong thì về hầu như xài nó rất là bền là vậy? Tại vì Thịnh dặn hết rồi. Ở nên anh em về anh em xài đúng cách là không thấy nó hư nữa. Còn nhiều khi mua cái nồi xịn, mua nồi mấy triệu, nồi Đức đồ này kia, về xài mới có 1 tháng lăn đùng ra hư, lăn đùng ra mất nguồn rồi. Thì ngoài những cái vấn đề và không nóng thì nồi chiên không dầu bảng điện tử như cái dòng Hongxin này nó có thể gặp những vấn đề, ví dụ như những cái bảng nút này bấm không được nè, bấm không nhận lệnh nè. Đó, hoặc là có chỗ ăn chỗ không, hoặc là nó nhảy loạn tùm lum hết, đúng là một vấn đề hay gặp. Hoặc là nó mất nguồn hoàn toàn luôn, nó không lên gì nữa hết anh em ha. Đó, thì xung quanh những cái công tác đó bên Thịnh đều xử lý được triệt để và dứt điểm hết. Dịch vụ sửa chữa bên Thịnh là hướng đến cái sự tiết kiệm nè, nhưng mà nó phải song hành với cái chất lượng. Hai yếu tố nó sẽ song hành mà tạo cho anh em một cái sản phẩm, một cái thiết bị sử dụng bền bỉ và ổn định nhất. Đồng thời Thịnh sẽ dốc hết, Thịnh sẽ chỉ hết tất cả những cái gì mình biết để cho anh em dùng máy nó bền hơn và không phải tốn chi phí sửa chữa nhiều. Nhiều lần, những lần sau á. Rồi ok, cảm ơn anh em ha. Bây giờ mình đi rút ra thử coi, rồi nó nóng không? Rồi nóng hổi luôn rồi nha anh em. Nóng hổi luôn rồi. Đó, bắt buộc phải giật cái tay lên chứ để ngồi là thành thịt nướng luôn nha anh em. Rồi ok. Đó, hành xin kết thúc cái quá trình
test cái nồi chiên không dầu không xin bị lỗi không nóng ha, quá trình sửa chữa đã hoàn tất rồi. Nếu anh em nào gặp phải tình trạng này hoặc bất kỳ một lỗi nào khác, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh ha, thông tin Thịnh sẽ để ở bên dưới rồi. Bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.